Trong phần trước, tôi tới Brightfall cùng vợ Alice. Cảm ơn vì đã đi cùng em. Em nghĩ anh có thể viết tại đây. Anh không muốn nghe. Chết tiệt Alice. Giờ cô ấy đã mất tích. Alice? Alice? Tôi tỉnh dậy trong một chiếc xe đổ nát, đã bị mất một tuần, bị tấn công bởi có kẻ lạ đến từ trong ác mộng. Cảnh sát trưởng đưa tôi đến hồ nước đó, nhưng chiếc cabin đã biến mất. Wow! Chương 2, cuồng nhân. Cách cần là bị cưỡng đoạt chứ ta. Thành phố New York 3 năm trước. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. What the fuck? Alan? Đây, Alan đây. Please check the fuse box. Kiểm tra hộp cầu chì à? I'm on it, honey. Ok. Rồi. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Hi, okay. You okay? Em có đèn pin đây. Em ổn chứ? Em xin lỗi, nó chỉ thực sự làm em sợ thôi. Don't worry. Đừng lo. Ta sẽ thắp nến. I know it's stupid, but em biết thật là ngu ngốc, nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Nó làm em sợ hãi. I love you. Anh yêu em. Tell me a story, writer. Kể chuyện cho em nghe đi. What the fuck, mình kể chuyện kinh dị, kể cho này nghe nó sợ hơn thì sao? Được rồi, hồi nhỏ anh cũng hay gặp những ác mộng. Bóng tối cũng làm anh sợ hãi. Khi nó trở nên nghiêm trọng, mẹ anh đã đưa cho anh một cái công tắc điện cũ. Bà ấy gọi nó là clicker. Thật à? Chính xác, khi anh cảm thấy sợ bóng tối, anh chỉ cần bật công tắc đó lên. Phép màu sẽ xuất hiện và đánh đuổi quái vật đi. Chắc rồi. Và đây là nó. Alan, có thể nó sẽ giúp em rồi đấy. Chuyện hay lắm anh nhà văn. Anh gặp bịa ra phải không? Không. Thật mà. Em yêu anh. Kể cả nếu anh là đồ lừa đảo. Cảm ơn anh. Ok. Brightfall hiện tại. Anh cảm thấy sao anh Wake? Buồn nôn, chóng mặt hay là gì không? Anh cảm thấy sao? Tôi ổn. Tôi không sao. Tôi phải nói dối về chứng đau đầu với mất trí. Ông ta sẽ gửi tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi không thể đi đến bệnh viện mà không có Alice. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery. Điện thoại ở trên bàn và đã được sạc lại. Thank you. Looking for my wife yet? Cô đã bắt đầu tìm kiếm vợ tôi chưa? Người của tôi đã sẵn sàng. Nhưng anh hãy nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không chắc và tôi không nhớ được. Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi đã chạy ra khỏi cabin. Chiếc cabin ở hồ Claudron. Lại sao? Tại sao anh là trạm xăng của Stucky? Mình muốn kể cho cô ta nghe chuyện đã xảy ra, nhưng mà mình không thể. Cô ta sẽ giữ chân mình lại đây. Không rõ người gọi. Xin lỗi, tôi cần phải nghe cuộc gọi này. Hello? Alan. Cứu em. Alice? Không được nói với cảnh sát. Mày cần làm thời là tao nói nếu còn muốn gặp lại vợ của mày. Ai đó? Tới khu đất đằng sau, có một lỗ thủng ở hàng rào bên trái. Tìm trong chiếc xe hỏng, tao để lại cho mày một vật chứng. Bọn tao đều ở đây. Sau khi cắt đuôi bọn cấm, mày sẽ gặp tao tại công viên quốc gia Underwood. Tại một chỗ gọi là đỉnh Love và Peak vào nửa đêm, và đừng có làm gì ngu ngốc. Bọn tao đang đợi mày. Tôi đã phải kiềm chế để không ra tay và nói với hắn. Kết thúc màn kịch đi. Vợ tao đâu? Ok, đây có vẻ như là một tờ giấy báo trước tương lai. Mình sẽ chất vấn một thằng giấy phép lái xe Alice nằm ở trên ghế trước. Hắn để lại làm vật làm tin hả? Phải không? Chuẩn bà luôn. Giấy phép lái xe của con kia. Barry? Ow, ow. Cảm ơn Chúa. Anh ở chỗ nào vậy? Tôi đã tìm anh cả tuần nay. Cả anh và Alice. Tôi lo gần chết. Hôm qua tôi đã bay sang, bây giờ tôi ở đây. Tại Brightfall. Barry, nghe tôi này. Tôi đang ở đồn cảnh sát. Tới đón tôi đi. Giờ tôi không thể nói chuyện được. Ow, chuyện gì được xảy ra vậy? Bây giờ mình phải đi gặp kẻ bắt cóc rồi đã. Anh cảm thấy khá hơn chưa anh Wake? Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi được phép được đi chứ. Nhưng mà chúng ta cần nói chuyện. Tại sao tôi lại bị bắt? Không, tất nhiên là không.
Nhưng tôi cần anh biết sẽ đi đâu để tôi có thể liên lạc với anh. Tôi sẽ tránh xa những nhà trọ. Majestic nổi tiếng với những con gián. Những cabin ở Underwood sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tốt. Tôi là tiến sĩ, tôi là bác sĩ Emmy Hartman. Tôi muốn mời anh tới ở Caldolon Lake. Ông đã nói chuyện với vợ tôi chưa? Tôi rất vui vì đã thảo luận với cô ấy về tình hình của anh vài lần. Ông đã bảo cô ấy phải làm gì? Tôi mời cô ấy tới đây. Bệnh viện của tôi là nơi mà... Ôi trời! Này, bình tĩnh! Này, không ai được bỏ tay được vào thân chủ của tôi nghe. Anh lại! Tôi là Barry Wheeler, trợ lý của anh ta. Nếu có vấn đề gì với ngài Wake, hãy nói với tôi. Bọn nhà quê các người sẽ không biết được chuyện gì xảy ra nếu như tôi gọi luật sư đâu. Không sao, sir, tôi ổn. Không cần phải làm to chuyện. Anh Wake, lời đề nghị của tôi vẫn còn giữ nguyên. Đưa tôi ra khỏi đây. Tôi cần phải nói chuyện với ai đó. Tôi đã kể cho Barry, cậu ta chẳng để tâm. Nhưng khi nghe về bản thảo, tôi thấy ngay cậu ta. Thực tế là tôi đã viết chút gì đó, kể cả khi tôi không nhớ. Như vậy là quá đủ, cậu ta ngửi thấy mùi tiền. Chào, Rusty nhé phải không? Anh có cho thuê cabin nữa không? Anh Wake, tôi muốn bắt tay với anh nhưng mà tay tôi bận cả rồi. Thực ra tôi xin lỗi về điều này. Anh có thể lấy giúp tôi một đơn đăng ký trên bàn. Nó ở bên chỗ Buck Tooth Charlie. Ok. Chuyện gì vậy? Ngồi chờ đó đi. Mẹ nói nhiều đấm rồi bây giờ. Này, đơn nè. Và đây là chìa khóa. Anh cứ tự nhiên. Anh Wake rất vui vì anh đợi ở đây. Cảm ơn. Anh có thể chỉ cho tôi đến lớp với Pick không? Chắc rồi. Nó ở cuối con đường mòn. Cứ đi theo con đường. Đi hết là đến. Nó dễ dàng để đi bộ thôi. Chúc vui vẻ. Thank you. Tôi sẽ tới lớp với Pick. Hắn nói là phải đi một mình. Ok. Sau đó. Tôi hiểu. Nhưng anh là bạn thân nhất của tôi và tôi rất buồn vì anh thật không sáng suốt. Nói xem tôi có thể giúp được gì nào. Tôi sẽ làm. Anh ở lại đây. Và nếu sáng mai tôi không trở lại, hãy gọi trợ giúp. Hình ảnh gì biết? Hello, Sangmala. Ô, cái gì vậy? Khỉ thật. Rusty, cố lên, tôi đang đến đây. Dù gì vậy? What the fuck? Ai đang kêu cứu đó? Đây. Đang vào đây. Hello, xin chào. Là đây tôi ở đằng này, giúp tôi với. What the fuck? Anh Wake? Thằng chăm sóc chó hồi sáng đấy mà. Quỷ thần ơi, nó đã xảy ra theo cách mà nó đã có trong trang đó hả? Tôi đã thấy nó đã trở thành sự thật. Nó biết thật tối tăm. Nó sẽ quay lại vì tôi. Anh phải nguồn sáng trong văn phòng. Tôi có chìa khóa. Được rồi, Rusty. Cố lên nhé. Tôi sẽ quay trở lại. Dù thứ gì đã gây ra chuyện này, nó cũng chưa thể đi xa được. Rusty đã tìm thấy một trang bản thảo. Nó sẽ giúp cho tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đâu? Trang bản thảo nôn ở đây. Trang bản thảo đâu? Làm tí cà phê cái này. Trang bản thảo nào? Cái chết của Rusty. Vậy là thằng này đã đọc được một trang bản thảo nói về tương lai về cái chết của chính nó. Không khí trong phòng tiếp tân thật nặng nề với một thứ mùi khủng khiếp. Như thể thứ gì đó chết đuối thối rửa cố bò ra khỏi hầm mộ. Rusty ho ra máu. Mắt tôi không rời khỏi đôi chân đã bị xoắn vặn của anh ta. Quang cảnh thật tàn khốc. Max thì lên rỉ trong lòng. Ánh mắt Rusty lộ lên vẻ sợ hãi và điên dại. Anh ta hốt hoảng. Ngay Wake. Nó xảy ra y như trong trang giấy đó. Chân nó có xoắn lại không? Oh shit, chân nó xoắn lại thật này. Oh my god. Rip. Chính xác. The only way to make sure that Rusty was safe. Giờ để giữ cho Rusty an toàn là cần phải để cho nguồn điện bắt đầu hoạt động trở lại.
Nguồn điện ở đâu? Má lại có một cái trang đừng nói về cái chết của Rusty tiếp nha. Wake tìm tới nơi có ánh sáng an toàn hả? Ờ, được. Nếu mà vậy thì được. Quá muộn rồi. Có ai đó đã phá hỏng bảng điện tử. Không còn cách nào làm cho điện sáng được. Oh shit! Rusty! Xung quanh vương vãi là những thứ trông như chất lỏng hắc ám. Rusty? Một thứ gì đã đục một cái lỗ to như con voi ma mút. À ha, bên này hả? What? Rồi, Rusty biến thành mẹ rồi. Rusty, quên! Lại đây coi. Cái gì đây? Chữ mờ quá. Ê! Đi con mực. Dạ. À. The fuck. À. Người nó đôi lúc là nên bỏ chạy, ok. Đánh voi chẳng xấu mặt nào. Không nên lúc nào cứ chiến đấu. Ánh sáng đang ở trước mặt kia rồi. Đít con mực. Ngu, ném đúng nhau. À, cúp điện mẹ rồi. Máu, phê. Nét này. Cái gì vậy? What the f... Mấy con bích lại đấy. Ừ, em đùa đấy, em xin lỗi. Ngon vào đấy. What the fuck, hết hồn. Đỉnh vực. Đừng nói là phải lên trên kia nhá. Bà nội lên trên đó sao lên. Xa lắm. Nhận không game gì phân này. Tùy vào tiêu chí của anh Sơn. Phân là như thế nào? À!
phần phần là như thế nào mới được chứ? Rồi, ê, bậy bậy để bin web. Xong. Đủ. Lại đây, ta cần phải chạy đi. Chúng đang tới đông hơn. Một người nào biết về sự tồn tại của bọn bóng đen này. Pháo sáng đó chỉ dành cho bọn con nít. Pháo sáng sẽ đuổi bọn nó đi. Nó nói đèn pin chỉ dành cho tụi con nít chứ lộn. Pháo sáng sẽ đuổi bọn nó đi hả? Hay. You can see them too? Hell, of course I see. Anh cũng thấy bọn chúng à? Chết tiệt, tất nhiên là tôi thấy rồi. Chúng ta phải đi thôi. Tại sao chúng ta phải đi? Ha ha ha, bởi vì đó là cách mà câu chuyện tiếp tục. Tôi là mất súng rồi. Tôi có một khẩu súng, chỉ cần chiếu ánh sáng vào bọn nó là được. Phải mất một lúc nhưng tôi đã nhận ra hắn. Hắn đã ở bến phà khi mà tôi và Alice mới đến. Hắn biết tên tôi và cả hai đều đang hướng về đỉnh Lover Peak. Đây không phải là một sự trùng hợp. Hắn chính chắc là kẻ bắt cóc. Nhanh nào Wake, tốt nhất là đi theo tôi đi. Đau quá sếp ơi. Chết, bắn nó lẹ cho em đau lắm rồi sếp ơi. Sếp. Còn mực. Sếp bắt em phải dùng cái này. Đau quá sếp ơi. Sếp có súng mà sếp vô dụng vậy, cứt. Nó tắt nhanh vậy. Đưa súng này cho tôi. Không được đâu Wake. Anh đùa, đưa khẩu súng này cho tôi. Không có thời gian cãi nhau đâu. Lo chúng đi, chết tiệt. Ông này đang gỡ ván ra, mình phải canh ông này. Lùi, lùi, tất cả rút lùi. Chạy, 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 chạy. Run, run, run. Ánh sáng. Cái bàn kia đi, thằng cái tự động nó không chết được đâu. Mình lo chạy cái này. Mình phải lo thân mình cái này. Theo hắn hả? À quên, mình phải đi theo thằng này mà. Lỡ nó đi bên... Đó thấy chưa? Lỡ đi bên phải sao? Mình phải đi theo nó chứ. Tinh 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 tinh. Đây là Wake. Đây là chặng cuối cùng. Có rất nhiều pháo sáng ở đây hãy sẵn sàng. Chúng ta sẽ chơi với chúng nó bằng sạch. Đưa súng đây cho tôi. Chúng đang đến mà. Đây không phải là cách mà mọi thứ hoạt động. Bắn lẹ lên ông nội. Không ai dạy ông này cách bắn súng à? Nửa cái má. À, 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 có thằng này. Má đưa súng cho mình là mình giết bọn này trong một nốt nhạc. Quá đơn giản. Ok. Oh shit. Con trùng này sếp. Bắn đi. Screen. David, I got your number, boy.
Từ từ làm tí cà phê cái này. Ấy chưa kịp làm tí cà phê. Kết thúc màn kịch đi. Vợ tao ở đâu? Tao biết mày sẽ nói vậy mà. Trước kia tao đã đọc rồi. Mày là nhà văn đến từ địa ngục. Chúc mừng. Mày sắp mang tới nhiều thứ huy hoàng và khủng khiếp. Chúng ta sẽ có thể viết tên mày lên bằng chỉnh sửa thích hợp. Mày đang sủa cái gì vậy? Alice ở đâu? Tao muốn toàn bộ bản thảo. Hoặc là cô ta sẽ đau khổ đó. Mày đụng vào cô ấy tao sẽ... Oh shit. Hello, Kate. Chạy đi con Bích. Chạy đi con kịp. Không quay lại đây. Tao thề tao sẽ giết mày đến mày đụng vào Alice. Mày nghe thấy không? Quay lại đây. Nó chạy đường nào rồi? Hắn ta đã có Alice và hắn ta muốn có bản thảo vì hắn nghĩ hắn sẽ nắm được sức mạnh của ma thuật. Nhưng tôi lại không có bản thảo để trao đổi cho hắn. Tôi cần phải quay lại cho Barry và bàn kế hoạch tiếp theo. Hết pháo sáng đi kìa. Tại cái quả hồi này review á, bắt đầu rút một đống pháo sáng đó. Bây giờ là còn có hai quả pháo sáng tí. Fuck. Tí làm gì cho đời? Gì ông nội? Ơ? Cái gì vậy? Cục đen đen đó là cái gì vậy? Máu à? Hay là cứt? Chĩa vào phát bay hết cứt ra kìa. Cứt cầm mà ra. Nhiệm vụ là lên trên cối xay gió hả? Chấm hỏi. No comment, không bình luận. Ủa? Cùng đi đâu? Vào đây coi có bản thảo của mình rơi rạc, lạc trôi trong này không? Đấy, vừa nói xong bản thảo này. Nhà vệ sinh nữ. Một nơi mà mình luôn luôn muốn vặn. Mình thề là mình nghe tiếng thằng nào bên kia ấy, bên nhà vệ sinh nam ấy. Đạn súng trường hả? Hay lắm, nhà vệ sinh nữ có những thứ này sao? Có thằng nào trong này này, nghe tiếng bước chân bịch 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 hay là cộp cộp mẹ lị. What the fuck? TV, chiếu đi. Chìa khóa gara. Một câu chuyện không phải là một cái máy bảo gì làm nấy. Mỗi câu chuyện như một con thú của cuộc sống riêng của nó. Bạn có thể tạo ra nó, định hình nó. Nhưng khi câu chuyện đã phát triển, nó sẽ đòi hỏi những thứ của riêng nó. Thay đổi một điều, bạn sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền cho những sự kiện khác, những nhân vật thật với bản thân họ. Các sự kiện phải theo một logic của một câu chuyện. Chỉ cần một lỗ hổng phép màu sẽ biến mất, câu chuyện sẽ chết, Alice cũng sẽ chết. Wow. Con mực kì. Sorry, xin lỗi Villa. Nhưng mà quả đấy mình không ngờ lại. Đang sợ. Đang nghĩ trong đầu là sẽ không có. Đang nghĩ trong đầu là sẽ có một thằng, cuối cùng là không có thằng nào, cuối cùng lại ra là có một thằng địt con mực. Ok, alo. Là kẻ bắt cóc. Thằng khốn, vợ tao đâu? Giờ đủ rồi Wake. Đưa cho tao bản thảo và mày sẽ có cô ta. Đơn giản vậy thôi. Tao không... Nghe này. Tao cần thời gian để hoàn thành nó. Tao vẫn đang viết phần kết. Tao cần một tuần. Nó chưa hoàn thành ư? Tao cần một tuần. Hai ngày.
Mỏ than cũ của Brightfall cũng gần đó. Mày sẽ dàng tìm thấy nó, tòa nhà chính. Vào buổi trưa, mày mang theo bản thảo, tao sẽ trả vợ cho mày. Nếu không, thì tới bắt tao đi. Được, được, được. Được rồi. Sao quạ nhiều vậy? Barry đã nói về lũ quạ trên điện thoại. Và đúng là y chang như vậy thật. Bóng đêm điều khiển những người đã bị điều khiển. Chấm hỏi. Thằng Barry chặn hết cửa rồi. Ây da, ây da, ây da. Quả mất nét. Giờ sao vào đây? Chống lại lũ chim à? Ê! Tao bật cửa đây nha. Ủa, tao bật cửa đây. Gì đây vậy? Ây chà, công nhận súng pháo bắn gớm vậy, bắn chết một động. Ai vừa thở đấy? Ai vừa thở đấy? What the fuck? Này Al, tôi xin lỗi vì nghĩ anh là thằng thần kinh. Tốt, lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi gửi Barry tới thị trấn để dò hỏi về những kẻ bắt cóc qua mô tả. Cô ấy sẽ tìm từ các tài liệu lưu trữ trong báo địa phương. Có thể sẽ tìm được gì đó, bất cứ thứ gì về hòn đảo và chiếc cabin đã biến mất. Kẻ đó muốn bản thảo. Tôi phải cố viết cho hắn và đưa Alice trở về. Với tôi, những thứ siêu nhiên chỉ là do óc tưởng tượng của con người tạo ra, và nó chỉ là một công cụ để viết truyện. Và giờ nó đã xảy ra thật, và tôi đã không thể viết nổi một chữ nào. Barry Wheeler xin nghe là Rose Day. Rose, tôi đã tìm được những trang bản thảo của anh Wake. Ồ, cưng ơi, giỏi quá. Anh và anh Wake có thể tới đây lấy không? Tôi sống ở khu nhà di động ngoài thị trấn. Chúng tôi sẽ tới ngay. Tạm biệt, gặp lâu sau. Thì giọng của nó nghe là lạ vậy. Chúc một ngày tốt lành. Hy vọng anh trở lại sớm. Chào mừng tới Odin. Tốt lắm cô gái. Now watch that beat, 'cause it's about